Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là trưa ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày Chủ nhật rồi. Và giá của BTC thì xuống theo một chút các bạn, hiện bây giờ mức là khoảng chừng 27.600 đô. Thì cái mức giá hiện tại đây chúng ta đã trả trở về khoảng chừng là đầu tháng 4. Tại vì các bạn thấy được là tháng 4 đó chúng ta bắt đầu từ cái mức giá khoảng 27.000 đô. Chúng ta đã có một sự tăng trưởng lên tới cái mức cao là 31.000 đô. Thì từ cái mức cao đó tới bây giờ đó chúng ta cũng đã thấy BTC điều chỉnh hơn 10% rồi, từ 31.000 đô xuống tới mức hiện tại là khoảng chừng 11%. Thì 11% cũng là một cái sự điều chỉnh đó các bạn, nhưng mà cũng không có sâu như những đợt mà chúng ta đã thấy giống như là từ tháng 2 cho tới tháng 3. Nói chung đó thì khi mà zoom ra thì các bạn vẫn thấy được là BTC từ đó tới bây giờ đó thì vẫn đang trên một cái con đường tăng trưởng. Còn về cả thị crypto đó thì vốn hóa cũng cỡ đó các bạn, khoảng chừng là 1.2 nghìn tỷ. Những đồng khác đó thì cũng xuống cùng với BTC. Chúng ta coi Ethereum thì bây giờ dưới 1.900 đô một ít. Chúng ta đã thấy được là cái phần trăm vốn hóa của BTC hiện bây giờ là 43.9%. Thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay đó là chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào số những thông tin nổi bật. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá, tại vì hôm nay đó là cuối tuần. Các bạn đã nhớ là cuối tuần thường thì thứ Bảy Chủ nhật thường sẽ dành thời gian để mà cùng các bạn trung bình giá account demo. Thì chúng ta cũng sẽ làm điều đó trong video này, cùng với lại nhìn vào danh mục đầu tư của Thuận. Thì lúc nào Thuận cũng cố gắng chia sẻ một cái cách nhìn tổng quát hơn với các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau zoom ra để các bạn có thể thấy được là khi mà các bạn theo dõi giá cả lên xuống hàng ngày đó, thì các bạn dễ bị cái tâm lý dao động. Nhưng mà thật ra khi các bạn zoom ra đó, các bạn thấy được là cái tuyến đường của BTC trong cái chu kỳ này cũng không khác gì những chu kỳ trước đó. Các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, chúng ta có 3 chu kỳ, mỗi một chu kỳ là một màu khác nhau. Các bạn thấy được là cái chu kỳ năm 2013 đó là đại diện bởi cái đường màu xanh dương trên màn hình. Cái đó là cái chu kỳ năm 2017 mà nhiều bạn biết đến kênh này từ chu kỳ đó, là cái màu cam trên màn hình. Rồi chúng ta thấy được là cái màu đỏ trên màn hình, đó chính là cái chu kỳ hiện tại. Thì khi mà zoom ra các bạn thấy được là cái xu hướng giá của BTC đó thì đi cũng tương tự như những chu kỳ trước đó. Thì các bạn cũng đã thấy là giá của BTC đó thường sẽ không có đi thẳng lên hay là đi thẳng xuống, mà chúng ta sẽ có những cái đợt điều chỉnh giá sẽ lên xuống. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là cái mà chúng ta có lòng tin là những chu kỳ của BTC có tiếp tục hay là không. Và cho đến thời điểm bây giờ đó, câu trả lời là vẫn đang tiếp tục như vậy các bạn. Và nếu như chúng ta đi theo lịch sử chu kỳ đó thì năm nay sẽ là năm có cái sự tương tự như năm 2019 hay năm 2015. Có nghĩa là một năm sau khi mà có một cái đợt suy giảm mạnh giống như là năm 2022 mới đây hay là năm 2018 của cái chu kỳ trước đó. Thì nếu chúng ta lặp lại năm 2019 đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng của năm nay. Kèm vào đó sẽ là một cái đợt điều chỉnh trước khi chúng ta kết thúc cuối năm này. Các bạn đã thấy được là cái đường màu cam này so với lại cái đường giá của BTC màu đỏ bên dưới này thì có nhiều cái điểm tương đồng. Và tại sao mà chúng ta lại có nhiều cái điểm tương đồng giữa những chu kỳ như vậy? Thì thứ nhất đó chính là tâm lý các bạn. Sự kiện thay đổi, kinh tế vĩ mô thay đổi, tin tức thay đổi, cái gì người ta quan tâm cũng thay đổi. Nhưng mà một cái không thay đổi theo thời gian đó chính là tâm lý nhà đầu tư. Và không chỉ riêng là thị trường crypto mà các bạn thấy được là trong thị trường tài chính nói chung, thị trường bất động sản, các bạn đều thấy được là có rất nhiều những cái điểm tương tự theo từng chu kỳ. Lý do là tại vì những cái đó là được điều hành bởi tâm lý sợ hãi và tâm lý tham lam các bạn. Và chúng ta đối với lại BTC đó thì có một cái sự tương đồng giữa những cái chu kỳ này, đó chính là sự kiện Bitcoin Halving. Và chúng ta vẫn đang tiến tới sự kiện Bitcoin Halving lần thứ 4 các bạn. Cái này có nghĩa là tới cái thời điểm đó đó thì cái số lượng BTC được đào ra mỗi một block sẽ giảm xuống từ 6.25 chỉ còn có 3.125 BTC mà thôi. Có nghĩa là càng ngày càng ít BTC được đào hơn mỗi một block. Tại vì chúng ta chỉ có tổng cộng là 21 triệu BTC thôi. Thì mỗi khoảng chừng 4 năm đó cái số lượng BTC đào ra sẽ bị giảm đi phân nửa. Và chúng ta đã thấy được là bây giờ đó còn cách ngày đó là khoảng 1 năm 6 ngày nữa, ước tính là ngày 27 tháng 4. Đây là ước tính mà thôi. Tại vì chúng ta thấy là cái sự kiện này sẽ diễn ra tính theo block chứ không phải là tính theo thời gian. Cho nên khi mà các bạn zoom ra đó, đầu tư dài hạn thì nhìn vào những gì đã xảy ra và đang xảy ra, thì cảm thấy nó cũng đi theo những gì mà chúng ta đã từng nói tới trên channel này. Nhưng mà những cái chu kỳ đó thì nó sẽ có cái sự tương đồng với nhau nhưng mà nó không có lặp đi lặp lại y như nhau, tại vì mỗi một chu kỳ đó sẽ có nhiều cái thông tin khác nhau và sẽ có cái gì đó khiến cho mọi người lại đổ vào trong thị trường này, rồi là sẽ có cái thông tin gì đó khiến cho mọi người sợ hãi rời khỏi các bạn. Chu kỳ nào cũng như vậy, cho nên mỗi khi mà chúng ta thấy là giá của BTC đi xuống, chúng ta đi vào một cái mùa downtrend thì chúng ta thường hay nghe những cái thông tin như là sau này sẽ không còn một đợt tăng trưởng nữa tại vì lý do này hay lý do kia. Giống như năm 2017 đó, sau khi mà chúng ta có cái đỉnh rồi đi xuống năm 2018 đó, thì mọi người nói là đó là một cái sự kiện xảy ra một lần mà thôi, giá của BTC tăng nhanh lên 20.000 đô tại vì lý do là chúng ta có ICO, chúng ta có những cái trang web lừa đảo hồi xưa mà thu hút nhiều tiền vào trong thị trường này, chứ còn sau này sẽ không có nữa, thì sẽ không có bao giờ trở lại 20.000 đô. Các bạn thấy được là sau khi đó thì đã tiếp tục tiến tới chúng ta đạt được cái mức cao là 69.000 đô. Thì mọi người nói là lúc đó tại chúng ta có NFT, chúng ta có những cái công ty thu mua BTC, chứ còn sau này sẽ không có những sự kiện đó nữa, cho nên giá sẽ mãi không trở về đỉnh cũ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là trong cái đợt tăng trưởng này đó lại sẽ có một cái gì đó mới nữa. Và đợt này đó, khi mà chúng ta lại tới gần cái ngày mà có sự kiện Bitcoin Halving thì các bạn lại sẽ nghe những thông tin phết nói là khi mà có Bitcoin Halving rồi đó thì những thợ đào họ sẽ không đào nữa, mạng lưới Bitcoin sẽ yếu đi, thậm chí sẽ không quan tâm nữa, tại vì đào lỗ tự nhiên đang đào như vậy mà cái thu nhập bị giảm phân nửa thì những thợ đào sẽ không thích điều đó. Cái đó không đúng sự thật đâu các bạn. Mỗi lần mà coin Bitcoin halving xong đó, thì tốc độ đào lại tăng lên. Tại vì các bạn nên hiểu đó, mạng lưới của BTC luôn có một cái sự điều chỉnh giữa tốc độ đào và độ khó đào. Khi mà những người mà họ không muốn đào nữa tại vì họ lỗ đó, giống như là cái thời gian mà giá đi xuống thì cái tốc độ đào giảm xuống nhưng mà độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh xuống luôn. Và điều đó lại dẫn đến là nhiều người muốn tham gia vào tại vì họ đang có lợi nhuận, và cứ thế nó cứ tiếp tục các bạn. Cho nên việc là những cái công ty đào rời khỏi thị trường này tại vì sau khi mà Bitcoin halving thì điều đó không có đúng đâu. Với lại các bạn đã thấy được rồi, những đợt mà chúng ta có những cái mùa downtrend giống như các bạn thấy được là BTC giảm 70-80% thì lúc đó những công ty đào đó phần lớn họ vẫn ở lại và tốc độ đào vẫn tăng theo thời gian chứ đâu có giảm đâu. Còn chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, khi mà cái số lượng BTC đào được một lốc giảm đi phân nữa thì cũng không có bằng khi mà giá BTC giảm xuống 70-80% thì làm sao có thể dẫn đến những công ty đào bỏ cuộc được các bạn. Và sau đó đó thì theo lịch sử giá của BTC luôn có một cái sự tăng trưởng, và Bitcoin halving là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thấy được là giá BTC sẽ tăng sau khi mà 8 cho tới 10 tháng sau đó. Tại vì cái số lượng BTC được đào ra một block đó phải cần một thời gian để có thể thấm vào trong thị trường, là hàng ngày chúng ta lại có ít BTC có thể được đem lên trên sàn bán hơn từ những thợ đào. Rồi đây cũng là một cái biểu đồ khác nữa các bạn. Biểu đồ này đó cho thấy một điều khác hiện bây giờ so với những cái chu kỳ kia, tại vì chúng ta đã biết là mỗi một chu kỳ đó thì nó có cái sự tương đồng với nhau nhưng mà không giống nhau hoàn toàn. Thì trong cái chu kỳ này đó, cái gì đang khác với điện chu kỳ kia? Một chuyện điều mà đang khác hiện bây giờ đó chính là chúng ta nhìn vào cái epic 1234 này. Epic đó họ viết như vậy nhưng mà trên căn bản đây là những chu kỳ mà thôi, tại vì các bạn thấy được là bên dưới này có Halving 1, Halving 2 và Halving 3 và Halving 4 là cái thời gian năm sau mà chúng ta vừa nói đến. Thì chúng ta nhìn thấy được là con số bên trên này có dấu cộng. Đây là cái số lượng BTC trên những cái sàn giao dịch. Điều mà khác biệt trong đợt này với những đợt trước đó là những đợt trước chúng ta đều thấy được là mỗi một cái chu kỳ chúng ta đều có số lượng BTC trên sàn tăng lên. Trước cái thời điểm mà có halving, giống như là chúng ta nói tới cái đợt halving lần thứ 3 năm 2020 đó, thì chúng ta được là số lượng BTC tăng lên từ cái đợt halving trước đó cho đến đợt halving năm 2020 đã tăng gần như 10% và trước nữa là tăng 6.42%. Nhưng mà đợt này lại giảm 3.85% các bạn. Có nghĩa là chúng ta đang tiến tới một cái Bitcoin halving kế tiếp nhưng mà cái số lượng BTC ở trên sàn lại giảm chứ không phải là tăng. Và đây không phải là điều mà một người nhận ra được. Các bạn thấy được là ở trên những trang web như là Crypto thì có nhiều người nói đến điều này. Thì có hai cái giả thuyết được chia sẻ. Thứ nhất đó là chúng ta có thể là còn quá sớm để nói là có một cái mùa tăng trưởng đang bắt đầu. Tại vì thường những mùa tăng trưởng đó bắt đầu từ những cái sàn giao dịch, đặc biệt là những sàn giao dịch ở Hoa Kỳ có cái khối lượng BTC tăng lên trên sàn. Điều này không có nghĩa là người ta đem BTC trên sàn để mà bán, mà điều này có nghĩa là những sàn giao dịch đó, họ mua BTC họ để lên trên sàn để cho đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng ở trên sàn. Đó là một giả thuyết các bạn. Cho nên vì lý do đó chúng ta vẫn chưa thấy những sàn giao dịch Hoa Kỳ tăng cái số lượng BTC lên. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta nên hiểu là năm ngoái là một năm mà hầu như cái câu not your key, not your coin là một trong những cái câu đã thấm vào trong thị trường rồi. Đó là một câu nói chúng ta đã có rất là nhiều năm, nhưng mà sau những sự kiện như là Celsius, Voyager, FTX á, thì hầu như nhiều người họ đã quan tâm đến là tự lưu trữ crypto của mình, và dẫn đến là chúng ta thấy là cái sự kiện hồi tháng 6 khi mà chúng ta có hàng loạt những công ty phá sản đó, thì có một số lượng BTC đã rời khỏi sàn. Sau khi mà có sự kiện của FTX thì lại có một số lượng BTC khác rời khỏi sàn nữa các bạn, khiến cho bây giờ đó lòng tin của mọi người lưu trữ nhiều tiền trên sàn đã giảm rất là nhiều, cho nên không có gì chắc chắn là mọi người lại sẽ giữ nhiều crypto trên sàn nữa. Cho nên không có gì chắc chắn là cái số lượng BTC cần phải trở lại sàn trước khi chúng ta có một cái mùa bull mới. Và ngược lại đó, nếu như mà chúng ta thấy được là cái số lượng BTC trên sàn đang rất là ít mà sau này nhu cầu ngày càng tăng lên, thì có thể dẫn đến cái đợt tăng trưởng này sẽ là một cái đợt tăng trưởng mà còn mạnh hơn nhiều so với trước đây nữa. Thuận có một số những thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Có phải là những thị trường mà càng lớn đó thì cái mức dao động giá càng giảm hay không? Thì cũng không hẳn đâu các bạn, nó chỉ đúng cho một số trường hợp mà thôi. Thuận sẽ chia sẻ chi tiết về một lát nữa. Nhưng mà cái mà Thuận muốn chia sẻ đây đó là chúng ta hoàn toàn có thể thấy là cái đợt tăng trưởng mùa kế tiếp này đó có thể là một đợt tăng trưởng rất khác so với những đợt tăng trưởng kia, có thể là còn mạnh hơn nữa. Chúng ta đã thấy đây là cái lần đầu tiên từ lúc mà Thuận đầu tư crypto tới bây giờ đó, đây là cái lần đầu tiên mà câu hỏi là lỡ như những quốc gia cấm crypto thì sẽ là sao, hầu như câu hỏi đó nó đã không còn là vấn đề nữa. Hầu như bây giờ ai cũng biết là những quốc gia họ chỉ muốn chấp nhận quản lý, tại vì có rất nhiều lợi ích cho quốc gia, như chúng ta đã nói tới rất nhiều trong những video, chứ không lý do gì mà họ cấm hết. Cấm cũng không được lợi ích gì mà cũng không cấm được các bạn. Cho nên đây là cái lần tăng trưởng đầu tiên mà Thuận cảm thấy là không còn ai quan tâm đến việc là crypto sẽ bị cấm hay là không, hay là crypto có về số 0 hay là không. Chỉ là câu hỏi có thật sự thị trường này có tiềm năng và có thể lớn mạnh đến cỡ nào. Bây giờ đó là câu hỏi của nhiều người. Và đương nhiên chúng ta gần đến những cái đợt halving, chúng ta càng nghe những cái câu chuyện liên quan tới mùa kế tiếp đã bắt đầu rồi thì lại có nhiều chẩn đoán giá các bạn. Thì có rất nhiều những chẩn đoán giá như thế này. Bây giờ nhiều người ước tính là giá của BTC sẽ tăng đến cái mức là khoảng 250-300 ngàn đô cho cái đợt tăng trưởng kế tiếp này. Nhưng mà các bạn đã nhớ là cái đợt tăng trưởng trước đó đó thì phần lớn như nhận định, và ngay cả bản thân của Thuận cũng đã nhìn vào những lịch sử và nghĩ là chúng ta có thể đạt tới cái mức là khoảng 100 ngàn đô, như bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà tới cuối cùng thì giá chỉ lên tới 69 ngàn đô mà thôi. Thì có nghĩa là chúng ta đã bị lệch tới khoảng là 30% so với những cái ước tính. Thì bây giờ nhiều ước tính là khoảng chừng 300 ngàn đô các bạn. Thì nếu chúng ta bị lệch 30% như là trước đây đó, thì chúng ta vẫn có thể thấy BTC khoảng chừng 200 ngàn. Nếu như mà ước tính này là tới 50%, chúng ta vẫn có thể thấy BTC ở mức là 150 ngàn đô. Và nếu như mà BTC ở mức 150 ngàn đô thì những altcoin thì các bạn có thể nghĩ là nó có thể tăng đến mức nào. Đương nhiên không ai có thể biết được tương lai đâu các bạn. Đây chỉ là những cái ước tính dựa theo những cái tài liệu lịch sử mà thôi. Và những tài liệu lịch sử dùng để tính tương lai đó thì sẽ có những cái sự chênh lệch như Thuận đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng mà cái mà Thuận có lòng tin đây là một loại tài sản mà sẽ có cái nhu cầu tăng theo thời gian. Mỗi một năm chúng ta lại sẽ có thêm nhiều người có lòng tin vào trong cái tài sản này, đó chính là BTC. Cho nên theo thời gian đó thì chúng ta sẽ thấy được là giá sẽ có một cái sự tăng trưởng. Và điều này rất rõ ràng khi mà chúng ta nhìn vào cái đáy của mỗi chu kỳ. Đó là điều mà Thuận quan tâm nhiều hơn. Rất là nhiều người quan tâm đến đỉnh của một chu kỳ là bao nhiêu, nhưng mà Thuận thấy cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta nhìn vào đáy của những chu kỳ. Các bạn có thể tìm thấy cái tài liệu lịch sử của BTC toàn vẹn khi mà sử dụng cái ticker là BOX. Thì các bạn sẽ được là đây là cái lịch sử giá mà chúng ta có được ở trên CoinMarketCap từ lúc mà BTC có giá những năm như là 2010 cho tới bây giờ. Thì các bạn sẽ thấy được điều rất rõ ràng ở đây đó là mỗi một chu kỳ cái đáy đều được nâng lên các bạn. Trước đây đó là khoảng chừng 200 đô. Rồi chúng ta thấy được là cái đáy sau đó nâng lên năm 2018 nó mức thấp là khoảng 3.100 đô. Rồi chúng ta lại thấy được là cái đợt này đó, nếu như mà cái đáy là 15.000 đô thì đã được tăng lên rất nhiều so với lại năm 2018 rồi các bạn. Điều này rất là quan trọng. Đây có nghĩa là chúng ta càng ngày càng có nhiều người có lòng tin. Cho nên những người mới vào, những người FOMO sẽ là những người giúp thị trường này đạt đỉnh mới. Nhưng mà ngược lại, những người đầu tư dài hạn, những holder có lòng tin lâu dài là những người giữ được cái mức thấp nhất của BTC theo từng chu kỳ. Và những người đó ngày lại càng tăng lên theo thời gian. Cho nên chúng ta mới thấy đáy tăng lên theo thời gian. Đây cũng là một dấu hiệu cho thị trường này ngày lại càng có nhiều người có lòng tin và có tương lai hơn. Cho nên có phải là đợt này giá BTC sẽ tăng lên tới 300 ngàn, 200 ngàn? Không ai biết được hết các bạn. Điều mà Thuận tin tưởng là giá sẽ tăng theo từng chu kỳ, sẽ tăng theo thời gian, vì những lý do mà Thuận chia sẻ rất nhiều trên channel này rồi. Và nói tới cái phần trăm tăng trưởng như vậy đó, thì nhiều bạn sẽ nói là không, nhìn vào vốn hóa của BTC đi. Vốn hóa của BTC tăng theo thời gian rất là nhiều rồi. Bây giờ vốn hóa đó, cho dù ở mức là 27.600 đô thì vốn hóa đã là 534 tỷ rồi, tăng rất là nhiều so với trước đây. Thì có phải là một loại tài sản vốn hóa càng cao thì cái dao động giá nó càng ít, cho nên chúng ta không thể cứ sử dụng những cái tài liệu trước đây để mà tính xem lần này nó tăng được bao nhiêu nữa. Thì thật ra khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ mới đây đó, thì cũng đã tính luôn cái phần là mỗi một chu kỳ cái sự tăng trưởng nó sẽ giảm xuống theo vốn hóa các bạn. Giống như là chu kỳ này đó, các bạn thấy được là từ 1.000 lên tới đỉnh kế tiếp là 17.000, tăng tới 17 lần. Nhưng mà kế đó đó thì các bạn thấy được là từ 17.000 lên tới 68.000 thì không có tăng nhiều gì nữa. Thì mỗi một chu kỳ cái phần trăm tăng trưởng giảm theo thời gian dựa theo cái biểu đồ này. Điều đó cũng có thể đúng các bạn, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng trong tất cả trường hợp đâu. Chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, cái đường mà màu xanh đó là đại diện cho cái vốn hóa của những công ty chứng khoán trong chỉ số S&P 500. Đây là từ năm 2000 tới bây giờ. Thì một điều rõ ràng là vốn hóa tăng theo thời gian. Điều này có thể là các bạn đã nhìn thấy rõ ràng trên màn hình rồi. Nhưng mà các bạn có biết là vốn hóa tăng theo thời gian, nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào cái sự dao động giá cả đó thì cũng như vậy mà thôi, không có sự thay đổi nhiều. Giống như là nhiều người nói là hồi xưa đó, năm 1995 lúc đó vốn hóa nhỏ hơn thì chúng ta có những năm như là dao động 20%, 31%, rồi chúng ta có những năm giảm như là năm 2000 đó, giảm 23%. Thì nếu như các bạn trở lại năm 2000, và tôi hỏi các bạn là sau này đó, chúng ta biết là từ năm 2000 vốn hóa của S&P 500 lúc đó là khoảng chừng 13.000 tỷ. Cho đến năm 2022 vốn hóa có thể lên tới khoảng chừng là hơn 30.000 tỷ. Thì nếu như các bạn đang ở năm 2000, bạn sẽ trả lời là sau này đó sự dao động của S&P 500 sẽ như thế nào? Thì Thuận nghĩ là nhiều bạn sẽ nói là sau này phần trăm dao động hàng năm nó sẽ giảm đi, tại vì vốn hóa càng ngày càng lớn. Nhưng mà sự thật đó, chúng ta nhìn những năm gần đây đi, giống như chúng ta nói tới năm 2019 tăng 28.8%, 2020 tăng 16%, năm 2021 tăng gần như 27%, và năm 2022 chúng ta có cái đợt giảm là 19% các bạn. Đợt giảm này đã không thua gì những năm như là năm 2000, và những cái phần trăm tăng trưởng này cũng không thua gì những năm như là năm 1995 tới năm 1997, hay là những năm như là năm 2005 cho đến năm 2006 các bạn. Trong khi vốn hóa đã tăng lên rất là nhiều rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vốn hóa lớn mạnh không có nghĩa là cái phần trăm tăng trưởng sẽ giảm theo thời gian. Nó chỉ đúng một phần thôi, tại vì một phần khác nữa đó chính là cái nhu cầu để mà giao dịch hay là thu mua hay là bán có tăng hay là không. Nguồn cung nguồn cầu đó quyết định rất nhiều về một cái loại tài sản tăng trưởng như thế nào. Rất là rõ ràng đó là từ năm 95 tới bây giờ, cái nhu cầu và cái sự đơn giản hóa để mà tiếp cận chứng khoán ở Hoa Kỳ đã tăng lên rất nhanh rồi. Bây giờ hầu như ai cũng có thể là tải những ứng dụng như Robinhood, các bạn có thể nhanh chóng có thể là mua bán cổ phiếu được. Nhu cầu đã tăng lên tại vì công nghệ và cái sự tiện lợi đã tăng lên. Và cũng như vậy các bạn, khi mà chúng ta thấy được là BTC ngày càng được phổ biến hơn, có nhiều sàn cung cấp dịch vụ hơn, và chúng ta được là nhiều quốc gia mở rộng và có luật rõ ràng, thì có thể thu hút thêm nhiều người đến thị trường này. Và cái phần trăm tăng trưởng của những năm sau này có thể hoàn toàn không có thua gì những năm trước đó đâu, tại vì vốn hóa bây giờ tương đối vẫn nhỏ, và miễn là nguồn cầu tăng lên thì chúng ta vẫn có thể thấy được những cái phần trăm tăng trưởng như là nhiều bạn mong muốn.